kính chào quý khán thính giả của bộ đề phật quốc tv rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ tư tuần qua, học viên lớp cao đẳng được Thầy Lệ Minh giảng kinh Tăng Nhất A Hàm và Cô Minh Huệ giảng kinh Trường A Hàm. Kính mời quý vị cùng lắng nghe tóm lược nội dung các bài giảng sau đây. Vào giờ học kinh Tăng Nhất A Hàm trong Thiên Năm Pháp, Phẩm Thiện Tụ, Thầy Lệ Minh giải thích bài kinh số 2 với nội dung về tụ bất thiện. Gọi là tụ bất thiện vì nó tập hợp bởi năm triền cái là tham dục, sân hận, thụy miên, trạo cử và nghi. Nếu có năm triền cái, liền có cộng trú với súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục và các pháp bất thiện do đây mà phát sinh. Đức Phật dạy hãy tìm cầu phương tiện diệt trừ năm triền cái này. Đầu tiên là tham dục cái, tham dục chỉ cho lòng tham mong muốn sở hữu cho riêng mình thông thường người ta tham tiền tham sắc tham danh tham ăn uống và ngủ nghỉ tất cả đều vì lợi ích cho cá nhân không cần quan tâm đôi khi sự lợi ích này có thể làm hại người khác theo quan điểm của phật giáo đi đôi với sự thỏa mãn là dục tham một khi tâm thức mong muốn tìm cầu một cái gì đó nó nỗ lực cho được thỏa mãn nhưng lòng tham thì vô đáy, có một thì muốn mười, được ít thì muốn hơn. Nó cũng là nguyên nhân dẫn khởi tiến trình tái sinh. Như vậy, muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử, thì diệt tham là điều nên phải thực hành. Đối trị với lòng tham là ít muốn biết đủ. Bên cạnh đó, làm thiện bố thí là những nhân hạnh để hỗ trợ việc diệt trừ lòng tham. Trong Kinh Đại Khổ Uẩn, Đức Phật chỉ rõ chiến tranh của con người xảy ra đều do lòng tham dục. Đây là nguyên nhân cho xung đột từ gia đình, xã hội, quốc gia, tôn giáo, vân vân. Tham dục không chỉ giới hạn bởi tiền tài, vật chất, danh vọng mà nó bao gồm cả lòng tham muốn có được tình cảm của người khác, gọi là tham ái. Ái bất nhiễm, bất sanh ta bà, Ái là một năng lực tinh thần hết sức mạnh mẽ, luôn tiềm ẩn trong tất cả chúng sinh. Tham ái và chấp ngã là nguồn gốc của mọi khổ đau. Lòng ham muốn càng mạnh thì chấp ngã, chấp thủ càng mạnh. Vị ngọt của dục là các đối tượng tham dục đem đến sự khoái lạc, sung sướng, thích thú làm cho chúng sinh tham đắm những lạc thú này để thỏa mãn cảm thọ của các giác quan. Bên cạnh vị ngọt thì vị đắng của dục, tức là các đối tượng tham dục, nếu muốn thỏa mãn nhu cầu của dục thì họ phải nỗ lực tìm kiếm, vất vả hy sinh mới có được. Còn một cái tham là còn một cái khổ, còn 10 cái sở hữu là còn 10 cái khổ. Do tham dục mà con người sống như cầm thú tạo muôn vàng tội lỗi qua các nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nghiện rượu và các chất sai, rồi chết trong đau khổ và tái sanh ba nơi đỏ xứ. Chỉ có người biết chịu dục chi túc sẽ được sống thoải mái và bình an. Tham dục gồm có 10 tướng, một là khởi tâm ưa thích, hai là muốn chiếm hữu đối tượng, ba là hình thành kế hoạch, bốn là luôn nghĩ nhớ, năm là bắt chứa động tác sáu là quên đi sự xấu hổ bảy là thường ám ảnh trước mắt tám là giá trị đạo đức không còn ảnh hưởng tới mình nữa chín là không hồi đầu hướng thiện 10 là buông lung điên cuồng đến chết liệm nhân quả của tham tức là những yếu tố khiến cho lòng tham khởi lên và kết cuộc nhận lấy hậu quả khổ đau có bảy nguyên nhân đưa đến tham một là không giữ gìn mắt khi thấy sắc Hai là ăn uống không tiết độ Ba là gần gũi sắc đẹp mà không kiểm soát tâm Bốn là thưởng thức các thú vui trần tục Năm là tâm ngu si Sáu là ác tri kiến Bảy là thường gần gũi với người đa dục Đức Phật dạy của cải và sắc dục đến Mà người chẳng buông bỏ cũng như lưỡi dao có dính mật vậy Nếu liếm, ác có họa đứt lưỡi do đó buông bỏ tham dục là cần thiết sự nhàm chán đưa đến ly tham nhờ ly tham mà được đoạn diệt và đưa đến niết bàn như vậy trước hết chúng ta phải có thái độ nhàm chán đức thế tôn đã từng khẳng định tham sân si là cội nguồn của mọi ý tưởng và những hành vi bất chính tham dục tạo ra chiến tranh gây hại môi trường sinh thái ảnh hưởng sự sống an bình của toàn nhân loại vào giờ học kinh trường A Hàm, cô Minh Huệ tiếp tục giải thích bài kinh chuyển Luân Vương tu hành. Phần nói đến vị Luân Vương thứ bảy, không như sáu vị trước đó lấy chánh pháp trị dân. Vị thứ bảy này không học hiểu việc chính sự từ vua trước, không theo pháp cũ, chính trị bất công khiến thiên hạ quán tháng, điêu linh. Quốc độ tổn giảm do vị quân chủ không đủ tài trí đức độ đại thần bà la môn tâu với vua rằng trong nước vẫn còn nhiều vị trí thức thông tuệ bác đạt rõ thấu cổ kim biết pháp trị chính vua liền mời đến để hỏi về việc trị nước của tiên vương chư thần đều trả lời đầy đủ vua nghe xong cho thi hành theo pháp cũ nhưng không thay đổi được nhiều nhân dân ngày càng trở nên nghèo khổ bèn xâm đoạt lẫn nhau mà thành nạn đạo tặc hoành hành. Có người bị bắt được đem đến cho vua xử. Vua nghe họ xác nhận vì họ nghèo cùng, đối khác, không tự sống nổi nên phải làm giặc cướp. Vua liền lấy của cải cấp cho và dặn đem về cung cấp cho cha mẹ giúp đỡ bà con chớ làm giặc nữa. Cướp của người mà còn được vua không trách tội lại cấp cho của cải nuôi gia đình nên tất cả người dân đều muốn làm giặc cướp. Sự băng hoại của xã hội như vậy là bắt đầu. Nghèo đói, sinh đạo tặc và họ cần đao trượng để dễ dàng sát hại nhau. Nhân là sát hại nên dung sắc tiều tụy, thọ mạng ngắn ngủi từ 4 vạn tuổi giảm còn 2 vạn tuổi. Trong đó có người sống lâu, có người chết yểu có người sướng, có người khổ. Theo đó, người khổ thì sinh tâm tà dâm, tham thủ, bày đủ mua trước để đoạt của nhau, nên các tai ương trên càng ngày càng nhiều, thì tuổi thọ giảm còn một vạn tuổi. Thêm tội nói dối phát sinh làm cho tuổi thọ chỉ còn một ngàn. Bây giờ có thêm ba ác hành thuộc về miệng xuất hiện là nói hai lưỡi, nói độc ác và ý ngữ, Ba ác nghiệp đó càng tăng thì tuổi thọ con người lại càng giảm. Chỉ sống được 500 tuổi, chúng sinh lại gây thêm ba ác hành nữa. Một là dâm dục phi pháp, tức tham dục bất chính với mẹ, dì, cô, vân vân Hai là tham lam phi pháp, tức những tham dục bất chính giữa những người đồng giới tính. Và ba là tà kiến. Ba ác nghiệp này tăng dần lên thì con người chỉ còn sống đến 300 tuổi, rồi 200 tuổi và tới thời Phật, nhân loại chỉ còn sống được 100 tuổi. Hệ cứ làm ác mãi thì tuổi thọ cứ như thế giảm xuống mãi, cho đến khi nhân loại chỉ còn sống 10 tuổi. Trong thời gian nhân loại tương tàn và tự hủy này, những vị ngon ngọt như bơ, dầu, đường không còn nghe tên, lúa nếp biến thành cỏ dại, những y phục sang trọng gấm vóc, lụa tơ, lãnh nhiễu, không thấy mặt mà phải bệnh lông gai thô xám, làm áo mặc thượng hạng. Toàn cõi đất mọc đầy gai gốc, xinh đầy rùi mũi, cháy rận, rắn rết, ong, bọt cạp, trùng độc vân vân. Vàng bạc, lưu ly, trân châu, đá quý đều lặn hết xuống đất, chỉ còn ngói đá, sản sỏi thì nổi cả lên trên nhân loại tuyệt nhiên không còn nghe đến tên thập thiện thì làm sao biết để tu tập thiện hành do đó hễ kẻ nào làm điều cực ác bất hiếu với cha mẹ bất kính với sư trưởng bất trung bất nghĩa phản nghịch vô đạo thì được dân chúng tôn sùng như hiện nay người ta tôn sùng người làm điều lành hiếu dưỡng mẹ cha kính thuận sư trưởng trung tính tiết nghĩa thuận đạo tu nhân vậy trên thế gian thập ác đầy dẫy, chúng sinh vừa trông thấy nhau là muốn tàn sát nhau như thợ săn trông thấy bầy nai, nhân loại tìm đường lẫn trốn rồi lại nghĩ lại sao lại giết nhau nên thời gian lâu sau gặp lại xem như gặp mặt người thân, khóc lóc thảm thương, từ đó lòng thiện phát sinh và mức độ bắt đầu kiếp tăng trở lại là kỷ nguyên Phật Di Lạc thị hiện ra đời. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 10 tháng 1 năm 2024, tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau: Lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5 giờ 45 đến 6 giờ 45 chiều, thầy Huyền Châu giảng A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận quyển 4. Lớp cao đẳng từ 7 giờ đến 9 giờ tối sẽ học Phật thừa tông yếu luận do thầy Nguyên Định giảng và kinh đại bác niết bàn qua lời giảng của thầy minh lợi trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại viện phật học bồ đề phật quốc đồng thời kính mong tất cả học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng để thu thập kết quả tốt nhất cũng như không phụ công sức quý báo mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta các học viên nhớ kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới cũng như những thông báo cần thiết để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp cũng như các chương trình hoàng pháp khác. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bồ đề phật quốc .org mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc những thắc mắc về tu học. Quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714 328 6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.